nhiều và thưa cô dâu Thanh Nguyên, cô dâu Thanh Nguyên có đồng ý rằng dù sau này lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó, lúc hoạn nạn cũng như lúc ốm đau sẽ cùng chú rể Cao Đức sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp hay không? Tôi đồng ý ạ. Vâng, lời thề sắt son đã được giao, vậy toàn thể hội hội cùng cho một tràng pháo tay tươi thật lớn được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, kính thưa các cụ, ông các bà cùng toàn thể tân quan quý khách gần xa và đặc biệt là có chú ở Canada mới về. Lời thề sắc son đã được trao thì ngay ở đây chính là giây phút huy hoàng và đẹp nhất, và chính là giây phút chú rể Cao Đức sẽ trao cho cô dâu chiếc nhẫn. Vâng, chiếc nhẫn được đảo vậy một hình tròn, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và xin trân trọng kính mời chú rể Cao Đức sẽ trao cho cô dâu Thanh Ngân Thanh Nguyên. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và xin trân trọng kính mời cô dâu Thanh Nguyên sẽ trao lại cho chú rể chiếc nhẫn. Để kỷ niệm ngày vui trăm năm hạnh phúc của mình trong ngày vui hôm nay, xin trân trọng kính mời và xin toàn thể hội cùng dùng một tràng pháo tay thật lớn lên được không ạ? Vâng, và vừa rồi những chiếc nhẫn đã được trao để nói lên rằng tình yêu trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ được trăm năm tình viên mãn bắt đầu những hôn thề, chính thức từ giây phút ở đây đôi bạn đã là lên vợ thành chồng trong ngày 6 tháng 5 năm 2018. Vâng, và kính thưa toàn thể các cụ, các ông bà, nhận được rất nhiều những lá thư yêu cầu có nói rằng khi cô dâu và chú rể của chúng ta đã trao cho nhau những chiếc nhẫn thành hôn thì sẽ là một nụ hôn dành cho cô dâu Thanh Huyền. Vâng, để thể hiện tình cảm của chú rể Cao Đức dành cho cô dâu sẽ như thế nào đây ạ? Mời toàn thể chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu. Vâng, thưa chú rể Cao Đức, trong thời gian yêu nhau và tìm hiểu cô dâu Thanh Huyền, chú rể Cao Đức đã từng hôn cô dâu Thanh Huyền bao nhiêu lần rồi không ạ? Vâng, chú rể Cao Đức có nói rằng trong khoảng thời gian yêu nhau rất là lâu thì chú rể Cao Đức có nói rằng hôn rất nhiều lần, nếu mà quy hôn thì chắc là chưa nắm không đâu ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng nhích lên phía trước một chút ạ. Vâng, cô dâu quay về hướng chú rể 37 độ 5 đi ạ. Và chú rể quay về hướng cô dâu 35 độ 7 đi ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, lúc ở đây xin chào kính mời chú rể sẽ đặt lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu đi ạ. Vâng, chỗ nào mềm nhất của cô dâu ạ? Chỗ mềm nhất ạ. Vâng, chỗ mềm nhất là với eo thon thả của cô dâu đi ạ. Vâng, chưa chi mà chú rể đã nghĩ linh tinh rồi đặt vỡ vật vẩn của ạ. Vâng, và xin trân trọng kính mời cô dâu Thanh Nguyên sẽ đặt lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Vâng, chỗ nào cứng nhất ạ? Vâng, đúng rồi ạ, chính là bờ vai vững chắc là điểm tựa cho mình sau này, phải không ạ? Vâng, thưa chú rể Cao Đức, lúc ở đây khi hôn vào má trái thì chú rể sẽ đẻ 5 con gái, mà khi hôn vào má phải thì sẽ đẻ 5 con trai, mà khi vào hôn vào bờ môi của cô dâu Thanh Nguyên thì chú rể của chúng ta sẽ đẻ 1 trai và 1 gái. Có thể quý vị có đồng ý thế không ạ? Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ, và xin phép chú rể sẽ hôn vào đâu ạ? Em hôn đất đâu không ạ? Vâng, và đi trong pháo tay thật lớn hơn nữa, chú rể có nói rằng hôn đất ạ. Vâng, và nụ hôn này phải kéo dài 15 phút, có đồng ý thế không ạ? Vâng, khi dàn pháo của chúng ta ngừng thì cũng là lúc nụ hôn kết thúc đúng không ạ? Cả nhà chúng ta cùng đếm ạ. 3 2 chuẩn bị 1. Vâng, chúc mừng hạnh phúc, xin mời các bạn cô dâu chú rể đến hơi. 1, 2, 3, 4, xin mời hôn nhau. Hôn nụ hôn này phải kéo dài 15 phút, hôn cả má trái lẫn má phải. Và những tràng pháo tay của toàn thể quý vị ạ. Vâng, cùng đổi những tràng pháo tay thật lớn, thật đông cháy để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày vui hôm nay. Vâng, sân nhà ta, cô dâu cũng là cô dâu nhà ta, mà vợ cũng là vợ ta. Cho nên chú rể từ giây phút ở đây có thể thoải mái trong ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, vừa rồi nụ hôn của chú rể Cao Đức dành cho cô dâu Thanh Nguyên cũng thể hiện rằng 100% là sự thật, chứng kiến rằng một tình yêu viên mãn, phải không ạ? Vâng, để tiếp tục hôn lễ, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng bước sang bên trái sân khấu của mình để cắt những chiếc bánh ngọt ngào. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng tay trong tay cắt những chiếc bánh ngọt ngào. Vâng, xin trân trọng và bước rằng tay tôi riêng bánh chấm gần, mình cách bánh mặn xin đường bên nhau, bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh ngon nước phần.
bánh này xin được cắt ra sáng như sáng tỏ giữa ba với mình. Mừng cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay cắt những chiếc bánh hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Xin chào. Xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Xin chân chào kính mời cô dâu và chú rể cùng bước sang bên phải của mình để rót những thức rượu tình yêu. Xin chân trọng kính mời. Vâng, và lúc này đây cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay sóc thật mạnh cái ly rượu của mình lên được không ạ? Vâng, sẽ cùng khu chai rượu và cùng tay trong tay sóc thật mạnh lên ạ. Vâng, chai rượu đầu tiên của chú rể Cao Đức cùng cô dâu Thành Huyền đã được khui ra. Xin một tràng pháo tay thật lớn nha. Vâng, các bạn có hiểu thế nào là nghiêng nước nghiêng thầm không ạ? Vâng, cùng nghiêng thật cao ạ. Quả đúng rằng rượu hồng kết nghĩa phụ thề, tình trao màu thắm vui vẻ với nhau, cùng chúc phước đến mai sau, gửi cho chương trình sắc màu tình yêu. Vâng, kính thưa trên các cụ, các ông bà, những chai rượu, những dòng rượu đang được chảy trên những chiếc tháp kia, chiếc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Và các bạn cứ nghiêng góp thật mạnh đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ khui chai rượu thứ hai đi ạ. Cô dâu và chú rể khui chai rượu thứ hai thì chúng ta cùng rót ra ly. Ê. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng tay trong tay rót ra những ly rượu để dâng lên các đấng sinh thành của mình. Xin trân trọng kính mời. Thưa các cụ, các bà, kính thưa toàn thể thanh quan quý khách gần xa, quả đúng rằng lễ thành hôn ngày hôm nay sẽ chia sẻ cao đức kết duyên cùng cô dâu Thanh Huyền. Sẽ không thể nào thiếu được những bậc sinh thành, những người làm cha làm mẹ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Cao Đức và song thân phụ mẫu của cô dâu Thanh Huyền cùng lên sân khấu để chung vui với hai con của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Cao Đức cùng song thân phụ mẫu của cô dâu Thanh Uyên. Xin trân trọng kính mời gia đình của mình cùng lên sân khấu để chung vui với hai con của mình ạ. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ba mẹ của chú rể Cao Đức ạ, cùng ba của cô dâu Thanh Uyên. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình nhà giai mình ạ, là ba mẹ thân sinh của chú rể Cao Đức ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bác gái. Vâng, kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể tân quan quý khách gần xa. Lúc ở đây hiện diện trên sân khấu là đại gia đình, là sự có mặt của song thân phụ mẫu của chú rể Cao Đức cũng như song thân của cô dâu Thanh Huyền. Xin được cúi lời ra mắt và cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, lúc ở đây xin trân trọng kính mời chú rể Cao Đức sẽ nâng ly rượu lên người ba vợ của mình. Xin trân trọng kính mời. Nâng ly rượu lên người ba chồng và người mẹ chồng của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu Thanh Huyền sẽ nâng ly rượu thứ hai lên người mẹ của mình. Xin trân trọng. Vâng, và xin mời hai ly của hai bạn ạ.
Vâng, kính thưa trên toàn thể các cụ, các bác bà, quả đúng rằng chữ chung thì để phần cha, chữ nghĩa phần mẹ, đôi ta chữ tình. Lúc ở đây, đại gia đình của chúng ta sẽ cùng cộng ly để chúc mừng hai gia đình từ nay đã có thêm được một dấu hiền dễ thảo, có thêm được một người con mới. Xin chân trọng kính mời 1, 2, 3 rồi. Vâng, xin được chúc mừng đại gia đình của chúng ta. Và đúng rằng hôm nay xung họp chúc mai, thì trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tự hài tung hoành, khi rằng xuống về nhưng chung một nhà. Vâng, xin chân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng chúc nguyên ly rượu của mình để sau sân phủ mẫu của hai gia đình chứng kiến một ly rượu ra mời giữa cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Vâng, xin chân trọng kính mời hai bạn cùng tiến lên phía trước một chút ạ. Rồi, hai bạn cùng quay hướng hai mặt với nhau đi ạ. Cùng bắt tay với nhau ạ. Vâng, khi tôi đếm từ 1 đến 3, cô dâu và chú rể sẽ cùng cộng ly và hết ly rượu ra mời đèn không ạ. Trước sự chứng kiến của toàn thể trên các cổ các bà, cũng như sự chứng kiến của sông ân tầm mỗi hai bên gia đình. 3, 2, 1, 0. Vâng, xin chúc mừng các bạn của chúng ta. Là chén rượu đồng, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai bác gia đình của mình. Trân trọng kính mời hai bác cùng gia đình trở về chút đồ của mình để cùng được tiếp các cụ các bà. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và ngay lúc đây cũng xin trân trọng kính mời trên các cụ của gia đình bên đời, gia đình bên ngoài cùng lên sân khấu để chụp những bức hình lưu lại kỷ niệm trong năm hạnh phúc